Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Sonet, chiếc xe crossover gầm cao 5 chỗ cỡ A của bên nhà Kia, mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn những cái chính sách giá bán của Kia Sonet trong dịp đầu tháng 10, những cái chương trình về quà tặng, phụ kiện, khuyến mại và mức giá lăn bánh của từng phiên bản Kia Sonet đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm, đang theo dõi và có kế hoạch lấy về chiếc xe gầm cao này. Hiện tại thì ở trong phân khúc, Kia Sonet đang cạnh tranh với chiếc xe Toyota Ray của bên nhà Toyota, một dòng xe hiện tại cũng đang rất là hot và được nhập khẩu tại Indonesia. Với Sonet là một dòng xe được sản xuất và lắp ráp tại thị trường Việt Nam, Sonet chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 sự lựa chọn, trong đó thì có 1 phiên bản số sàn và 3 phiên bản số tự động, quý chị các bạn nhé. Với chiếc xe Kia Sonet này, một dòng xe gầm cao 5 chỗ cỡ A, tầm tiền của nó thì hiện tại hoàn toàn các bạn ví dụ như chúng ta đang tìm hiểu những dòng xe sedan cỡ B, Accent, Honda City hay là chiếc xe Toyota Vios thì hoàn toàn có thể chuyển sang cái dòng xe Kia Sonet nếu như thích chiếc xe gầm cao. Mình sẽ cập nhật lần lượt chính sách trong dịp đầu tháng mới này. Đầu tiên là Kia Sonet phiên bản số sàn, động cơ 1.5 quý chị các bạn nhé, hộp số CVT. Số sàn của chiếc xe Kia Sonet hiện tại đang có mức giá niêm yết là 499 triệu. Tại thời điểm này, đại lý đang bán với mức giá là 490 triệu đồng. Nếu như lăn bánh ở tỉnh, các bạn sẽ cần bỏ ra 542 triệu. Ở Hà Nội 572 triệu, thành phố Hồ Chí Minh là 562 triệu đồng anh chị ạ. Sonet số sàn ở tỉnh lăn bánh 542, ở Hà Nội lăn bánh là 572 và thành phố Hồ Chí Minh là 562. Nếu như trả góp số sàn ở tỉnh, bỏ ra số tiền tối thiểu 151 triệu, Hà Nội tối thiểu là 180 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 171 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 151, Hà Nội 180 và thành phố Hồ Chí Minh là 171 là số tiền bỏ ra tối thiểu để lăn bánh được Sonet phiên bản số sàn. Nếu như đang tìm hiểu về Hyundai Accent phiên bản số sàn, đang tìm hiểu về Toyota Vios phiên bản số sàn cùng tầm tiền như vậy, các bạn có thể lựa chọn về Sonet số sàn từ sedan chuyển sang xe gầm cao 5 chỗ. Tiếp theo là Kia Sonet phiên bản 1.5 Deluxe. Phiên bản 1.5 Deluxe của Kia Sonet hiện tại đang có mức giá niêm yết là 554 triệu. Tại thời điểm này thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại thì lăn bánh ở tỉnh là 609 triệu, ở Hà Nội là 639 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 629 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 609, Hà Nội là 639 và thành phố Hồ Chí Minh là 629 triệu đồng với Sonet 1.5 phiên bản Deluxe. Với phương án trả góp bản Deluxe này, ở tỉnh bỏ ra số tiền tối thiểu 176 triệu, Hà Nội tối thiểu là 208 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 196 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 176, Hà Nội 208 và thành phố Hồ Chí Minh là 196 là số tiền bỏ ra tối thiểu lăn bánh được Sonet phiên bản 1.5 bản Deluxe. Cùng tầm tiền này, nếu như lựa chọn sedan, các bạn có thể lựa chọn về chiếc xe Toyota Vios phiên bản G, quý chị các bạn nhé. Vios bản G cũng cùng tầm tiền lăn bánh như thế này. Tiếp theo đó là chiếc xe Kia Sonet bản 1.5 bản Luxury. Bản Luxury hiện tại đang có mức giá là 594 triệu. Tại thời điểm này, sau khi trừ đi khuyến mại ở đại lý, tại thời điểm này lăn bánh ở tỉnh 652 triệu, Hà Nội là 685 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 672 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh 652, Hà Nội 685 và thành phố Hồ Chí Minh là 672 với Sonet bản 1.5 Luxury. Với phương án trả góp bản Luxury này, ở tỉnh bỏ ra tối thiểu 180 triệu, Hà Nội tối thiểu 212 triệu, thành phố Hồ Chí Minh 200 triệu anh chị ạ. Tỉnh 180, Hà Nội 212 và thành phố Hồ Chí Minh là 200 triệu đồng tròn để lăn bánh được Kia Sonet phiên bản 1.5 Luxury. Cùng tầm tiền này trên thị trường, các bạn có thể tìm hiểu về chiếc xe Honda City phiên bản RS, phiên bản cao cấp nhất của Honda City, một chiếc xe sedan 5 chỗ cỡ B đấy. Cũng cùng y nguyên tầm tiền như thế này luôn. Phiên bản thứ tư là phiên bản cao cấp nhất về cái dòng xe Kia Sonet này, đó là phiên bản 1.5 Premium. Bản 1.5 Premium hiện tại đang có mức giá niêm yết là 624 triệu. Tại thời điểm này, cùng tầm tiền như này,
các bạn có thể lựa chọn một chiếc xe nữa, đó là chiếc xe Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn y nguyên tầm tiền như này, mức giá bán như này. Nhưng mà Creta thì được cái là một chiếc xe cũng là gầm cao, nhưng mà là ở phân khúc cỡ B, phân khúc cỡ B của bên nhà Hyundai cơ, quý chị các bạn ạ. Thế còn Kia Sonet 1.5 Premium này, năm bánh ở tỉnh nhé, 686 triệu, Hà Nội 718 triệu, Thành phố Hồ Chí Minh 706 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 686, Hà Nội là 718, Thành phố Hồ Chí Minh là 706. Với phương án trả góp cái phiên bản Premium này ở tỉnh bỏ ra tối thiểu 189 triệu, Hà Nội tối thiểu là 222 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 209 triệu đồng anh chị nhé. Đó là cái phương án trả góp, số tiền bỏ ra tối thiểu cho cái phiên bản Premium 1.5 hộp số CVT của chiếc xe Kia Sonet này. Hiện tại thì Kia Sonet đại lý đang có xe sẵn giao ngay tại thời điểm này, đủ màu luôn quý chị các bạn ạ. Đây là chính sách mà mình cập nhật mới nhất trong dịp đầu tháng 10 của bên hãng nhà Kia. Về cơ bản sẽ còn những cái chương trình về quà tặng linh động từ bên phía đại lý nếu có nhu cầu lấy xe trong dịp đầu tháng 10 này. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp theo số line ngay bên dưới góc trái màn hình này để có thể nhận những cái chính sách giá cũng như là thời điểm giao xe, màu xe chuẩn xác nhất tại thời điểm mà anh chị khách hàng chúng ta muốn đưa xe về nhà. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Top KVN. Xin chào.